Ngũ hồ ly cấu tam hải tiếng nguyện thuyết thanh danh tác thiện duyên thầm thâm tối thiểu kim tàng cốc đa giả khứ hồi giải nghiệp duyên canh tràng giả đoạn đoạn canh sơ ngã thứ trung sanh trực thế thời ngợi khí yên hùng ghi đàm liệt hà giang lương thổ dạ thiên cơ khởi điệu tầm dương Phật cổ hồi vạn năng sĩ tử hiếp hòa ngôi tam thanh truyện tích ghi biên từ khán giả tận tường liệt dòng mơ khôi canh niên diễn lữ tối thi thần kế thủ nhất tràng vạn địch nam thức quân thần cuồng lão sĩ châu nhi phục thị cổ đồng lân bửu kiến trừng tâm dụng thể tiên sơn danh giả kế trưởng quyền thiên kỳ thâm hạ giải ly nguyệt hướng dị trầm thinh bi kỷ niên Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài cho ông Phan Thanh Long. Long rài năm mới thiệt là rồng, mèo mã bát bài bỏ được không. Hiểu huynh cùng gã mau liền lại kẻo để ngày sau chịu nào nồng. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình là bài Diệt Tiền Khiên. Bồng lai như khứ khổ nan truyền cảm tác quyền hồ tố thiện duyên quốc thủy đại chương trung liệt cột trần gian ngã đạo diệt tiền khiên vạn lý trường đồ mộ nhất sơn danh tiếng liệu ba định hồi yên dị phi lai tục đa ưu lự sơn hải điền viên tất tạo nan.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, chương trình được liên tục qua bài cho ông Tham Tá Ngà. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lân la đến chốn buông mồi dinh quang, xả thân tìm kiếm mà chẳng này diễn dòng dép tàn nơi tâm. Nay gặp bạn trí âm trí kỷ, cho những điều thiên mỹ cổ lai, đừng nên sớm dội lạc phai, xé dây cho chặt mà này tánh linh. Nền đạo đức sắc thình chớ mến, có thuyền từ đưa đến non tiên, cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai. Kẻ ác đức hầu lại khổ thảm, mắt phàm trần tương lắm hồ binh, mấy lời dặn bảo đinh ninh gắn ghi chạm giả long đình được xem. Mùi đạo diệu gói nềm khó sanh, chúng trà đình xa lánh giảng lai, tu hành nào luận mặn chay, miễn tâm thanh tịnh gặp ngày an cư. Nền đạo đức vì từ bất kỳ nhà, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Nhìn đời thế thái đổi thay, hết dinh tới nhục lẽ này thượng xưa. Đời vật chất văn minh chiều chuộng, vì thời lai dân bị trải
qua. Lòng sắc son đây đó non nà, tâm não bích bê tha chậm trề. Tu với tình bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Nỗi bút miên phận lão càng bài câu, diệu lý cơ quyền khó kim. Xa chi kẻ dùng lời bao biếm, ơi chê điên khùng khó kiếm cho ra. Nào tâm trạng sớm dứt ái hà, nên phải dội lìa xa cõi tam. Quyết chỉ nẻo lánh dòng hắc ám, đạo già đời thầm thầm sâu xa. Diệm hồng liên thơ thới quần ca, tạo duyên gia phàm gián thân vàng. Chớ lấy đó mà tâm buồn bã, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa hỡi ai ơi, giữ phần cho tròn. Sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, chớ nản chí đường tu bỏ liếp. Đổi bước sang gặp lão thế ngôn, đổi hùng phong cốt cách duy tồn. Xác tuy mất hồn thiên chẳng mất, lão cũng tỏ đôi lời khờ khật. Câu quyền sâu cho đó ngủ ngôn mê. Mà song phi diễn vọng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài càng to. Giết cho sạch những loài sâu bò, giống hại người lúc bỏ rẫy trồng. Huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh hội thiện đối câu thành thật. Đêm vắng tắt dài lời để cất, gác ngoài nghiêng tạm biệt phàm gian. Ráng dừng mây bóng thọ lạc nhàn, để chuyên khắc cạn câu hoài dòng. Dầm tràng đó mới chuyển sang chơi, tỏ ý thần tiên khá nhận lời. Quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, vô di chánh đạo hỡi người ôi.
Người ôi chân lý thầm lâu đời, thâm cảnh diệu quyền hẹn một mà nơi. Hòa mặt trung ương tam điệp khách, đợi giờ thiên luật mới về ngơi. Về ngơi chốn ấy rõ như lời, nào lão có bài chuyện khoái chơi. Vẽ diệt trời xanh cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lời. Xa lời đạo đức khổ tâm à, học cũ ít bài lão thiết tha. Bóng xế tà tay ôi lắm thề, dạ hiền cất bút mượn thi ca. Thi ca nhiều nẻo thầm rồi đã, hồi tỷ sứ thần giải chuyện xa. Lãnh thế chẳng bài danh lão sĩ, ngày nay các chỗ ngộ cuộn ca. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, chương trình được liên tục qua thi phẩm Muốn Rõ Đạo Màu. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tu ra đời lại góp thâu. Chuông mõ xăm kinh bèn cái sửa, xa phương truyền lưu lấp đào màu. Niệm chữ A Di dẹp lòng sâu, ráng trì kính kệ hoặc mau lâu. Cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Tây phương cực lạc Phật hằng hà, ta ráng bền lòng Phật chẳng sai. Trong cõi trần mê còn mong đời, thấy Phật trì tâm đến năm gà. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Trong Mây. Phiêu phiêu mây bạc trắng loà, ấy là tại linh ngốc tọa sai tai. Xuống trần thấy chúng thiết tha, vì đâu sắp đến hằng hà lụy rơi.
chừng nào mới đặng thành thơi. Qua năm tuất hợi Phật trời định phân, Tây dứt liên nam hiệp định phân, tam giáo quy nguyên diện ly cân. Hùng Anh phiên quốc lai hàng phục, đính hợi đạo niên tạo thiền nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài lý lịch. Thượng thẩm đạo màu nẻo cao sâu, đặng đặng hãy làm chớ để lâu. Đại pháp vô vi là chân lý, thần làm trọn vẹn khỏi lo âu. Quỳnh Long tự thế gần sanh chung, bổn tánh hòa thôn hảo dị đầu. Tiên cảnh thoát ly truyền ba kỳ, năng tầm Phật ly rách từ câu. Quay hùm chấn động một góc trời, độ chúng ra kinh rải khắp nơi. Cứu thế chẳng mong ơn ai trả, nương xác phàm phu ngõ đời thời. Quỳnh sanh cơ thầm đáo trung đàn, tự giác âm thầm kiến tiên ban. Bửu ngọc sơn trung kỳ hương chi, tứ hải bất hòa khởi liên giang. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình là bài khuyên sư dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Trước đài sen bao ngã hương đăng, hai chữ Nam mô ấy lè hằng. Thế sự biến đua bề lợi hại, tâm trần rửa sạch mới siêu thân. Khuyên trong sư dạy mau mau tình, luân hồi quả bao rất công bằng. Mang tiếng xuất gia sao chẳng liệu, đạo đức xong chưa hỡi chư tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình là bài tạm ngưng lý thuyết. Nam mô A Di Đà Phật.
Gặp buổi giang trưng tiếng nhộn nhàng, cảm tình bổn đạo sự riêng thang. Thầy An nghĩ sát trong đôi bữa, đây cũng trải qua hết nhộn nhàng. Nhộn nhàng già trẻ có lòng lo, mà ấy chẳng qua ngược gió đò. Đậu lại ít ngày chờ lặng sông, tớ thầy sẽ gặp việc hai hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Đến làng Nhân Nghĩa Cần Thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Làng Nhân Nghĩa để chân đến, chốn thấy dương trần trà trốn tà tâm. Quái thần đem đạo quyền thăm, nhiễm màu phố độ âm thầm ai hay. Mèo đã hết rồng bay dơ dần, khắp phi hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau. Lê dân nghĩ trăm hò sao sao, ra rời phụ tử máu đào nhuộm tuôn ơi. Thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu người dùng đạo phổ thông. Ước mơ ơi trôi được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng thành thơi. Nhìn dáng vật cuộc đời ngao ngán, bởi hoàng cầu thù quán cứ gây. Vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai ở cảnh tình. Lại thêm vẽ phù sanh cõi tạm, dắt ký hồn người hắc ám khỏi mang. Cầu cho cuối xóm cùng làng, trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân. Luân thường nắng nở phải dãi mang, những gọi thưa ân của Phật đàn. Cố gắng tâm trì theo đến chung,
Một ngày dính diều ác bằng an. Bằng an bốn biển khỏi đua tranh, bởi khắp ba gia được chi lành. Trao sửa tâm phàm tìm cõi cũ, về nơi tiên cảnh mới nhạc thanh. Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hài đang tầm. Nhành lá xum xê màu đượm già, non thần biến đổi hết rừng lâm. Rừng lâm cây đã thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài. Giờ đợi con hiền nói tục cổ, tới thời thượng cổ điều hòa mai. Giỏ giỏ đêm thanh nức giọng vàng, kiền cây sum màu đượm mùi nhang. Phù dung rã gánh thân yên nhà, thành thới gia trung gặp chữ nhàn. Chữ nhàn vô sự mới nên tiếng. Bát nhã từ đây gặp cửa thiền, bể giác bờ mê ngày giữa khỏi lãnh đời tục lụy rất tiện khiên. Tiền khiên kiếp tạo bởi trần thân, đạo diệu dồi trao lập mà chi cần. Luyện tánh trao tâm cho sạch sẽ, rứt rồi nở thế khỏi ưu phiền. Ưu phiền thường sự chúng ta bà, Phật cảnh mau về ác lành xa. Tình ngộ từ đây người gấp chủ, phủi trần tìm kiếm chữ ma ha. Ma ha mùi ngọt mất cùng đa, cảnh thế nhìn xem lộ cao ơi sàn. Mùa gúc nhân nanh
ưa thịt béo, nào gần giả ái của thiền gia. Thiền gia chỉ cả dốc hành thân, diệu diệu truyền thi cảm kích thần. Những tưởng thôi đời ôi chắc lạc, đạo màu siêu diệt của thiền lâm. Thiền lâm Phật thích thuở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kìa. Phổ hóa dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh biên. Luồng thanh điện nhoáng qua như chớp chuyển căn tiền, nhắc lớp người xưa Phật tiên dần chuyển lọc lừa. Yếm còn hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lưng trời lửa cháy liên miên. Tiêu điều sáng vật điền viên, thần thông biến qua dưới miền trung ương. Ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương luật trừng. Nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê muội trầm luân hoài hoài. Tay hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con cuốc ý khỏi kêu. Thân khùng vẫn bị trớ treo, phiêu lưu trôi dạt danh nêu khắp cùng. Ai giàu có thung dung thanh nhàn, ta lo đời sắc đá bền gan. Âu sầu nức dòng riêng than, trách dân chẳng sợ hùm lan cứ gần. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài ông Nguyễn Thanh Tân sướng. Cách mấy tuần dư đã vắng lâu, mái tay đứng sổ tóc phai màu. Tinh thơ mới đặng thông lời ngọc, ngồi bút khôn dằn ứa hột mà châu. Khách
lùng bâng khuâng nơi cửa khổng. Cánh tàn thỏ thẻ chốn thang lầu, ngàn trùng nước bích xa xuôi đây, cuối kinh lời quê gợi mạch sầu. Đức Thầy Hòa xuống trần giải dỗ cũng đã lâu, sẵn dịp lìa quê rải đạo màu. Thông thả trao tria đời lửa ngọc, thành thơi chùi rửa khắp tìm châu. Trung dung khuyên đó nói gương khổng, hiếu hạnh dạy con chớ mến lầu. Tuyệt đích siêu màu nơi kể đây, phàm nhân sớm dội gác cơn sầu. Ông Nguyễn Thanh Tân sướng: đạo đức bùa ra khắp cõi trần, ơn thầy phổ qua nặng ngàn cân. Ngậm dành mong trả ghi muôn thuở, nhà ngọc lâm đền nguyện một mơ thân. Sủ xếp lũ bàn còn đợi gió, ú ơ bầy bướm hỡi chờ xuân. Hội lành rồng gặp cơn mưa móc mơ, chỉ để nho dân khỏi lừa tầng. Đức Thầy Hòa và cho thêm: thương tưởng người mê lão xuống trần, ngắt gì chưa dẹp lũ huỳnh cân. Lòng yêu sanh chúng luân chuyển kiếp, và ái dương trần đổi sắc thân. Lèo lái sẵn rồi còn lòng yêu sanh chúng luân chuyển kiếp, và ái dương trần đổi sắc thân. Lèo lái sẵn rồi còn ngược gió, cảnh trường chưa gặp cuộc phù dân. Sang hè con cuốc sầu mưa móc, đoai thấy đời nay học thôi tầng. Giảng lý trường thành khí khẩu chương, thanh phong tiết hành dĩ luân thường. Dĩ nhân tái thế từ bi thuyết, đào tỳ long xà thoát quả. Dặn lòng lục tử mưa đừng sai, qua bể về quê
ngõ chuốc hài. Tiếng cành kia kia gần lỗ dè, chờ người hữu vước đến liên đài, tỏ lời thăm viếng khắp đâu đâu. Bổn đạo từ nay gác mộng sầu, giọng bái thánh thần đền lộc cả, trọng quyền chỉ bảo khắp đâu đâu. Đâu đâu cũng mến tới mà tu, ngàn dặm xa xôi biệt ngờ tích mù, công cán thăm thầy không nại khổ, giết đời lắm kẻ quá là ngu. Lập thân hành đạo phải trung chuyên, cứu thể thầy đâu mến bạc tiền. Dặn lòng con hãy bền gan già, sẵn dịp dân lành rõ Phật tiên. Phật tiên thương hết cả nhân sanh, tu tịnh trì tâm đạo ráng hành. Chớ lấy sự sầu gieo não tri, để thầy an ổn dẫn quần sanh. Thâm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời, một bầu nhiệt quyết chẳng xe lời. Mến yêu quốc thì tình đồng chung, phải tính cho xong nỗi cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài cho ông chính diệm, tức Nguyễn Kỳ Trăng. Nam mô A Di Đà Phật. Đường xa ngàn dặm cụ sang thăm, nghe đạo quyền di cảm kích thầm. Cố tưởng ước mơ đời thanh trì, gan tâm hoài dòng điều xa xăm. Nòi giống lạc hồng nay nảy nở, nam ban vui thú bụi đồng tâm. Ông ơi hãy ráng tìm chân lý, khác thể thần tiên thấm nhạc âm.
nhạc âm châu võ cuộc phong thần. Tạo bắc chính nam ai nước dân, treo sợi xích thăng chờ dần đến nơi. Cột dây ngọc đai đợi người ân, thiên công lắc lẻo sao lâu qua, địa phủ trớ trêu lấp mắt trần. Tông tổ mở mang nhờ đức cả, giống dòng nó âm bớt trần thân. Đường xa dịu dời cảm tình ông, vậy mới nở nang giống lạc hồng. Nói chí thánh hiền tìm cõi cụ ơi, theo gương Phật tổ thấy non sông. Hồ Thiên Ngọc ẩn chờ quy kiền, trì địa Kim Sơn đến cõi bồng. Hãy ráng sưu tầm cho rạch ly, một ngày hòa hiệp hết còn mong. Còn mong cho gặp hội mây rồng, sắp đến bước đường lắm nẻo trong. Quân tử tùy thời hơi xúc bước, tiểu nhân ỷ sức mạnh pha xong. Khốn thay dân sự người cao thấp, đau đớn thân hèn kẻ tiếc công. Giả luống ai hoài than thở chút, lòng lo dương thế bắt cuộn ngông. Cuộn ngông cửa Phật quá thêm nồng, thấy chúng đời này những ước mong. Trời định nhân tâm quy nhất thông, đất xoay vật dụng một nền không. Diệu thâm bát chánh lời truyền giao, xa thầm tứ đề tiếng dục ông. Bớ hỡi lạc hồng mau lường xét, để dừng phong dò hết giờ trong. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Bác Ái Đại Đồng. Nhân dân bá tánh cùng con lành, thầy dạy cho đều khắp chúng sanh.
may mắn gặp thời đưa đến chốn ơi, tiền khiên dẹp gạt kiếm con lành, nhân cùng bốn đạo khắp đâu đâu, dạng vật từ nay luống thàm sầu. Áo nào thương đời đã đói khổ ơi, ô buồn trăm hòa dạ dài câu. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục chương trình là thi phẩm nhắn nhủ cùng ai. Nam mô A Di Đà Phật. Nhắn nhủ cùng ai một ít lời, nhờ ơn đưa đầy tới nhiều nơi. Ghét dơ sĩ khó trao lời hành, hạnh phúc hiền lương tiên nức trời. Nức trời cảm động canh trầm luân ơi, đừng để tim gan lửa nó lừng. Quả diệm mãn giờ cây hoạt phép, tâm trần siêu diệt kiến thời hưng. Thời hưng trời đất tạo trừng gian, ủa ủa thì ra rất muộn màng. Vui thẩm tiên bồng nơi thỏa hiệp, hoàng cầu sanh chung khỏi lầm than. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài giấy vàng. Giấy vàng nay đã giá cao thăng, bìa trắng lại chê dội bò lăng. Thương thảm chúng quăng nằm kẹt hốc, chủ nhà quét tước lườm lăng xăng. Tiếp theo là bài cho hương bộ thành. Hương đăng thơm đức quá nhẹ nhàng, bộ đời còn kẹt nỗi hùm lan. Thành thai thời sự đưa khùng đến, đạo đức bài ra bùa khắp làng. Hương bộ mang soi bận áo vàng, đêm ngày tiếp rước khách gần xa. Nhân dân bá tánh đều trông thấy, hương bộ mang soi bận áo vàng. Áo già hương bộ bận mang soi, ai
có tức cười hài đến coi. Dòm riết chú chàng dùng mắt cỡ áo già hương bồ bận mang soi. Võ nghệ ngày xưa của nước nhà mẫu truyền nên chẳng kiếm cho ra. Luyện tập để dành khi đến việc thành thời mới được hưởng vinh quang. Vinh quang cũng phải ráng công phu tìm kiếm mà coi sâu quá cùng. Kiếp trước ông cha làm đức cả, ngày sau con cháu ráng lo tu. Giọng dù sao chẳng ráng mà tu, gặp đặng người xưa phước bồ bồ. Bởi trước giữ gìn nền đạo đức, bản vàng chói rạng chẳng hề luôn. Hương đèn cầu nguyện với ông cha, bộ đạo tìm ra nẻo chánh tàn. Nhưng ai giữ nền nói lối cũ, nghĩa hòa huynh đệ phùng tông gia. Rải mừng gặp đặng lúc ban ân, duyên trước ngày nay mới có phần. Hãy ráng dặn lòng lo trung hiếu, đến chừng gặp hội có tiên thần. Mùi hương phượng phất ghẹo cùng đời, công tử sang vào tiếp cuộc chơi. Trải mặt phong trần tìm món lạ, nào dè thâm nhiệm tồn hao hơi. Bo bo ngày tối lo nồi ông, chắc dĩa hằng đêm đổi tiên lời. Những mạng ham vui mang bệnh nghiệt, gây mòn thân thể dội buồn ngơi. Chán bình hiểm nghèo cậy Phật tiên, tâm thành phù hộ hết nàng ghiền. Dưỡng thân đạo đức dồi linh tri, an thể hiền tu đắc được nguyên. Chặt giả tinh thần thêm mập khá, bệnh lòng khí lực
tráng quân nhiên. Dẹp mâm dẹp chiếu cho tiêu tan, theo dõi bồng lai lánh còi thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Thân Gà. Thơ xưa: chắc chiêu trong trứng mới nở ra, diều đâu bay lại sớt con gà. Mẹ kêu túc túc xè cánh đùi, chủ nhà tiếc của vỗ tay la. Đức Thầy quả: nịnh gian hai giả chuyện sanh ra, dòm ngó càng thương hại lũ gà. Trở mặt dòm trời cao tuốt mịt, ức lòng thiếu canh chớ nên la. Tiếp theo là bài Giếng Đêm. Trắng thời chịu vẻ ngọt là nêm, vui già chi bằng đọc sách đêm. Học đủ ba dư trời chẳng phụ, đến ngày bẻ đằng quê cung thềm. Đức Thầy quả: tình thương thâm viếng chật như nêm, tưởng nhớ lòng ta chớ ở đêm. Nhà nước khác chi người thiếu phụ, ôi thôi chờ dần bước lên thềm. Cánh trường giá đoạn kiến cánh sơ, phổ quả nhân sanh trực thế thần. Sư giả hạ trần nhân mạc kiếp, cấp hồi Nam Việt tác cuộn thơ. Thôn hành thế lự ái nhi ca, cổ thụ quyền thi thiết nhị hàng. Đái bích lư bồng thâm tại hằng, đại thì thiên đình thiết phong sai. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Ước Vọng Người Hiền. Cảm tình đồng đạo hiểu tâm không, cuộn gì bao giờ cùng ngóng trông. Mong ước gặp người tri kỷ ấy, toại thay chỉ cả khách non bồng. Non bồng xót chúng xuống trần gian, gặp buổi hoàng cầu nức tiếng than. Ước vọng người hiền như khát nước,
chồng mau liễu kết dẹp lăng loạn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài hỏi Hằng Nga cổ thi. Nam mô A Di Đà Phật. Hằng Nga dám hỏi đón, cớ sao khi khuyết lại khi tròn? 30 mồng một đi đâu vắng? Nay về hỏi đằng mấy thằng con. Đức Thầy quả: Gọi thế nhìn ta, gọi tiếng đoan, phàm nhân chẳng rõ nói eo tròn. Hoàn cầu luân chuyển nên mở mắt, tháng cuối rồi qua cùng một con. Hỏi Hằng Nga: Hằng Nga dám hỏi đón, cớ sao khi khuyết lại khi tròn? Đông qua dương cốc bao nhiêu dặm, tày đến U Đô cách mấy hòn? Uống thuốc trường sanh đà mấy lượng, lấy chồng hậu nghệ bấy nhiêu con? 30 mùng một đi đâu vắng? Hai có tư tình với nước non? Đức Thầy quả: Bởi tại vì ai có tiếng đoan, luân luân chuyển chuyển mài eo tròn. Nam thiền quê cũ mù xa dặm, Bắc Ly ngày xưa mịt núi hòn. Tiếng trường đơn hai dầu ức lượng, Phật thần được dõi gắn tìm con. Thương đời phi pháp tuy nhà văn, nhưng để đền bù với nước non. Vịnh Hằng Nga: Khen ai cắt cơ bám trời tay, tỉnh giấc Hằng Nga khéo dè mài. Một phiến linh đinh trôi mặt biển, nửa dừng lững đừng dáng trên mây. Cá ngờ câu thả tới bời lồi, chiếm tượng cung trương sắp sần bay. Nên một nên hai còn bé tuổi, 15 17 bốn phương bay.
Đức Thầy quả: Mây hồng năm sắc ở phương Tây, sang suốt ô kim bởi vàng mài. Miệng nhỏ tiếng to gian bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy rồng mây. Lòng trong thánh kệ tình bơi lội, giả sạch Phật kinh ý liền bay. Dầu cho thân mẫu thanh xuân tôi thức giấc đời mê phải được hay. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Bạc Liêu. Diệu vời đàn xa đến Bạc Liêu, thiền môn vẹn vẻ quá tiêu điều. Bồng lai tại thế non vườn xanh, đẹp đẽ cho ta trôi nhạc thiều. Bổn đạo trong chừng chữ Bạc Liêu, cớ sao dành muốn cấm lời diêu. Lưng chân bèo dạt thân hành đạo, bị lộ a vua ca úc thiều. Lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu, ngủ nơi gia trạch hội đồng điều. Lòng trong chánh phủ cho hay chẳng, khó dễ làm gì việc bấy nhiêu. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Ngao Ngán Tình Đời. Ngao ngán tình đời, gắm cuộc âu ơi, đông tây nam bắc cùng chung bầu. Vì sao thế sự người sáng cả, phân biệt tước quần áo rẻ bâu. Rẻ bâu dầu có mà chi, những mạng sai xưa mặc cô liền. Múa mỏ khua môi tài biết thử, giống nòi Nam Việt mãi chia ly. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Ai Người Tri Kỷ. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay, ai người tri kỷ, ai là ai?
tái sanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tình tâm trung sẽ vẹn mai. Vẹn mai mới đẹp đẹp tiếng gia, tông tổ thơm tho phước hài hà. Tịch mịch quyền sâu ai hiểu đặng, ắt là thấu tích sĩ cuồng ca. Cuồng ca nẻo đạo chốn quyền thâm, nghĩ việc xa xa ruột tim bầm, đau đớn cho đời ôi tham quà. Mạch dầu có miền lại giường căm, giường căm khó nói còn e, thiện tính thờ ơ nổi rụt ra. Tiếng động bên tường nghe dặn dặn, sức hèn như châu trong ngàn xe. Ngàn xe muốn nghiến châu còn bay, nước tung tìm phương chống kè tài. Rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thầm năm quyền quay. Quyền quay thế lực cực ta mang, luân chuyển nhân sanh lắm cuộc nàng. Ai hỡi dân lành ta sẽ đợi, đạo người sửa tròn dứt lầm than. Lầm than khói lửa giới binh đao, âu á lung tung nhường mau đào. Ba tánh say xưa mùi phú quý, sau này sẽ dương cảnh độ lao. Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chuyên chờ lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng mơ
nói cùng nó bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thoái hư giới tật tội. Trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Sắp màn cảnh trí. Cảm bấy lòng ta nổi thẹn thùng, sắp màn cảnh trí chừa nên khuôn. Chúng sanh lỡ bước ngơ bờ bến nơi, nhân loại tầm đường ngang bụi chuông. Tạo hóa khiến đời mang sống khổ, đất trời suối đào bị giông luồn. Ô hoài tưởng lại thân lưu lạc, rừng thầm khát khao kim suối nguồn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Hiến thân giải khó. Ba nhật thân này chịu nạn tai, cầu xin Phật tổ dạ tuồng hay, giúp cho giải khó qua bờ giác, trừ lũ yêu ma khuấy chọc ngài. Nhưng ngài biến hóa ở Tây Phương, còn xài dân thân cảnh đoạn trường. Nam Hải Quan Âm bình nước tình, rưới giùm ba tánh bớt tai ương. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, thi văn giáo lý băng ba đã hết. Kính mời quý vị đón xem cuồng băng thứ tư. Cũng nguyện đạo màu. Nghe tiếp cuồng băng thứ tư. Phần tớ xác phàm tớ sẽ dưng, cúng dường cho Phật, Phật đành ân. Dù cho phải chịu ngàn cay đắng, cũng nguyện đạo màu sẽ chân hưng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo,
chương trình được liên tục qua bài Phòng Vắng Đêm Khuya. Nam mô A Di Đà Phật. Dân thời luân chuyển đưa ta tới tới chốn nhà thương dưỡng bệnh đi lắc lẻo quá công bài tấn kịch chia xa bốn đào xuất mộng phiền phòng dân đêm khuya lặng tiếng người tâm thần phượng phất cành vui tươi ước mơ thế giới lân hoa hảo nhà Phật con tiên hé miệng cười lạnh lùng mây bạc bị luồng giông cũng bởi quá yêu giống lạc hồng cay đắng xiểm dèm thân lão chiều miệng đời thành trì hết cuồng ngông ta bước bước đường gặp nẻo trong mơ mà không nản chí giới nào lòng dắt chiều những loại câu quyền bí bữa đức dạy đời rằng a đông nam mô a di đà phật. Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục qua bài Gửi Về Cho Bổn Đạo. Tiếp đặng lời thăm viếng, ngỏ lời cảm ơn chung hết hiền nam tín nữ trẻ già, cầu chúc cho tất cả được sáng suốt và hăng hái bước vững trên đường đạo hành thanh cao của Phật Pháp. Ở trên này lúc nào thầy cũng vui vẻ, rất sung sướng mà làm hết phận sự của đạo đức. Chốn này là nơi để cho thầy tỏa dấu cho hầu hết nhân sanh biết rằng chấn hưng Phật giáo thì phải chịu những sự tan thương biến cải và khuyên tín đồ chớ buồn lòng lo lắng vì ơn trên định vậy thôi, rồi ít lâu có ngày sum hiệp chứ chẳng hề chi cả. Về kinh giảng tốt hơn kỹ lưỡng chẳng nên phát lúc này. Về thuốc men cũng tùy theo tâm đạo mà chỉ vẽ thôi. Thời kỳ nghiêm trọng, chẳng nên làm theo ý cầu xin của người. Tạm ngưng việc đó lại rồi sẽ cho. Bấy nhiêu lời cho nam nữ mừng lòng. Không cần chi thi phú dông dài. Ý thầy tốt hơn, giữ lấy bề trong, còn bề ngoài thì để cho thầy yên tĩnh. Thì sẽ có nhiều điều may mắn đưa đến. Dầu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chỉ dốc đồ đời mà thôi. Cội lành mong đằng đắm trời, chắc dình Phật đạo đền bồi ơn xưa. Đừng thù kẻ nghịch chi thêm thừa, mở lòng hà hải lóc lừa đàn ngay.
chiều ít ngày gian nan. Cổ kim nghiêm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình được tiếp tục qua bài Nghĩ những ngày qua. Bây giờ ngồi nghĩ những ngày qua, lòng tớ là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển. Gặp hồi trụy lạc đạo càng xa, mong hồn trong ngóng vắng vơ bay. Sương tỏa trắng trong chói ràng đài, bóng xê tà tà về núi ngủ. Trong chừng ông tạo vẻ tuồng hay, ông hỡi khách giờ khách sẽ xem, cảnh cũ ôi thôi quá cũ mềm. Dùng dậy đỡ nâng cơn sấm chớp, vinh hoa phú quý chẳng mơ thèm. Phút chốc vui mừng cuộc trí trí cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi. Tình yêu nhân loại càng thêm đậm, có lẽ chân nhân lúc thành thì xúc động tâm hoài, gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành. Giác thuyền đến bến đưa người thế, chớ đắm hồng trần nẻo lời danh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình được tiếp nối qua bài Đêm ngồi một mình. Nam mô A Di Đà Phật. Riêng phòng vắng vẻ một mình ta, đèn điện bật lên ánh sáng loàng, trí não nghĩ suy tuồng biến đổi, tâm hồn liễu lường cảnh thay nhà. Tai nghe bốn phía xe cùng ngựa, mắt thấy chúng quanh vết trắng ngàn. Cô độc nhưng lòng nâu nức mại, cố tình kinh nghiệm những ngày qua. Tiếp theo là bài 14 tháng 10. Cảnh trời mây mịt vẻ lăng quăng,
14 tháng 10 là khuất trăng, ngắm việc thiên cơ càng biến chuyển. Xem chừng địa lý qua sung sang, tơ lòng dương dấn đời thêm bận, tâm già ai hoài cuộc nhện chân. Biết đó biết đây thời giới dần, để ngài kết cuộc khó ăn năn. Tiếp theo là bài than đời. Dành lòng nghĩ lại cảnh phiền ba, nghi ngút bờn nhớ khói dài tàn. Lăng lóc phong trần dài giãn mặt, trung chuyên bể ái kiếp mài qua. Hố sâu chất chứa người bạc ác, hang thầm chôn chồng kẻ thiết tha. Trời đã hoàng hôn mau chất tình, tìm đèn trí huệ lanh thân ra. Lanh thân ra khỏi kẹo mang tay, tầm nẻo cao siêu đến Phật đài. Bốn giác thần tiên mau chực sẵn, bể mê phàm tục phải cao bay. Nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm, kiếp số luân chìm chôn gốc gai. Rài gặp mưa nhuận ân thánh đế, cam lồ rưới tắt lửa trần ai. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, tiếp nối chương trình là bài tự thán. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng, mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Nghĩ mình chọn kiếp con quan, quê hương rài đã dẫm tràn sơn xuyên. Tô đường còn một cành quyên, từ đường hôm sớm luôn phiền chờ trong. Hai em thiểu trí thơ đồng, chỉ đà an phần theo chồng đàn xa.
tự mang một tấm áo và mùi thiền đã thấm ơn nhà lợt phai. Sống xanh ra phần râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là xa cách cố nhân, nơi đời triệu mến sớm gần cửa không. Từ bi buộc chặt cõi lòng, còn ơn cúc dục để hồng mai sau. Bê trần sống cuộn lao sao, sông thuyền bát nhà lướt vào một phen. Quản chi lực kém tài hèn, dù đời bác đại ngọn đèn cứ nêu. Xoay từ đài cát xa lều, cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Tài tai hai chữ cần phân, trời ban quà phước một lần cho ta. Mắt đen thay mắt trắng loà, Phật ma ma Phật mới ra giờ tuồng. Trời già tay khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt phá buồn lần vui. Năm canh luôn những sụt sùi, cảm trong nhưng chung lắm người dở dang. Sầu chúng ta cất tiếng than, phù sinh kiếp cố đoạn tràn thì thôi. Bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa. Đầu canh tiếng đồng bên nhà, chờ ba canh một thì gà gáy tan. Ngày xuân cách cội xa làng, người quê quán chợ như thoàn linh đinh. Vừa cơn sóng gió bất bình, số trời đã định phận mình biết sao. Ngày xưa mấy bậc yên hào, giàu sanh ra tử già nào trách than. Thân này đã ngắm trầm nhan, vui cầu bạc ai bền gan đợi chờ. Đêm khuya vắng lặng như tờ, dài hàng nhủ hết chớ ngơ ngần lòng. Răng bệnh đừng lắm ngóng trông, hùng tình sao ấy trời đông lờ mờ.
Hèm gì mắt lá thiên thơ, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng dân lấy lòng, gầm đây đến cuộc mấy rồng chẳng xa. Đêm khuya lác đác sương xa, phòng khuya lạnh lẽo có ta với phòng. Gật gù si cuộc hưng dông, quyết xoay mái tàu gánh gồng chưa yên. Chí thần nhớ đến tiếng quyên, gọi hồn cô quốc chi sầu riêng một mình. Trầm ngâm vẻ mặt làm đinh, tựa mình bên gối giấc quỳnh đã sai. Mơ tiên hồn muốn dục bay, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình được tiếp tục qua bài Đức Thầy gửi ông Mười, chú Đức Ông. Nam Mô A Di Đà Phật. Xuân đến chúc mừng tuổi thúc ông, đàn xa không thể diễn môn tông. Câu thơ cao hứng thay bầu rượu, bài phú vui mừng thế chậu bông. Đạo đức gắn công nên cách mặt, văn chương rèn chỉ chẳng phai lòng. Ơn nhà tạm gác sau này trả, xin bớt đau lòng bớt ngóng trông. Trước đã đem thân hiến Phật đài, chắc rằng sẽ được buổi trùng lai. Ra công khai quá gì dân chung, nhọc sức mở mang bởi cốt hài. Sanh đấng nam nhi toan sự thế, sống làm hiền triết nghĩa gồm hai. Thuận hòa trăm họ đời an lạc, chừng ấy sẽ tiên thế dẹp dày. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục chương trình là bài Mượn cây đuốc huệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Dân phải bị trăm điều chua chát, thời đảo lai muôn chuyện ngọt ngon. Nghĩ cuộc đời mà chán chưa nổi hao mòn, xem cảnh thế luôn xót xa niềm chích mát. Đời này như thế người kia cũng thế,
làm sao mà tránh khỏi việc lầm than. Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, cho nên mượn đúc huệ đánh tan mùi tục lụy. Buồn với mượn bút tay để tu hành tâm đạo giữa kề tiền bán. Nào nào trần thế có sang, sắp điều đau khổ nghèo nàn, hỡi ai ơi. Thảm trong thế sự ngày nay, lắm điều lao lý quá dài gian nan. Một tay ta quốc an ban, nước nhà vững đặt hương đàn hiền vinh. Bây giờ phải mượn kệ kinh, dắt diều trần thế mặc tình nghe không. Cứu thằng hai gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Nhổ Bàn Thông Thiên. Đạo ác xảy ra rất thảm phiền, làm cho dân sự nhổ thông thiên. Xô ngang ít bữa rồi trồng lại, thần thánh đi xa khó rước liền. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Chúc Xuân Ông Bác Sĩ Trần Văn Tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Tràng pháo vang dày đến rước xuân, chúc ông năm mới chữ vui mừng. Trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muốn chuyện nhàn cứ đến chẳng ngưng. Tập họ cùng chung dình nghiệp cụ, gia đình xung họp giữ thượng luân. Thanh liêm một mực tròn nhân cách, rạng dẻ non sông tiếng lầy lừng. Tiếp theo là bài Ngày Tết. Tháng lùng ngày qua năm đã tàn, trẻ già nô nức đón xuân sang. Chờ coi năm mới hên hay chẳng, chống đà công danh kẻo muộn màng. Ngày Tết đến rồi các bạn ơi, tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước sao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thành thời.
này hỡi Chúa Xuân ta đang chờ, khỏi ngày thảm lễ bụi nguy cơ. Pháo tan sát pháo rền ráng nhị, khói bốc đường mây án mịt mờ. Thời giờ kinh hải sẽ đi qua, thế giới trì xong cuộc thái hoàng. Chừng ấy Chúa Xuân thêm tráng lệ, huy hoàng tốt cổ của ông cha. Thiên hạ đua nhau rằng mới mới, lòng ta nào thấy mời chi đâu. Lao sao phố chợ hoành đối tâm, rộn rịp cửa nhà liền mấy câu. Lũ trẻ cười réo pha tiếng pháo, cụ già đùa chuyện lần năm châu. Nào già xuân ấy là xuân gương của buổi loạn ly gửi thầm sầu. Lớp bốp pháo chi nổ quá ồn, khắp cùng thành thị khắp hương thôn. Người dư của cải tiêu xa xỉ, kẻ thiếu tiền nông nợ mắt dồn. Ba bữa cờ trướng còn hớn hở, bảy ngày nêu hạ hết lo nôn. Thì ra năm mới như năm cũ, cảnh khó dân đen mãi tự tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Cảnh Xuân. Kiện vật khoe màu đua sắc tươi, cành hoa hé nở tự như cười. Xuân về cảnh đẹp càng thêm vẻ. Giám hội đông hoàng tuổi mấy mươi. Tiếp theo là bài Đi Trình Báo. Lúc Đức Thầy về Bạc Liêu ở nhà ông Võ Văn Giỏi, thì nhà cầm quyền buộc phải đi trình diện tại Bóp Cò mỗi tuần một lần vào ngày thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Việc chi mà phải đi trình báo, mỗi tháng bốn kỳ nhọc cằn ông. Đợi máy quyền cơ xây đến mức, tính xong cuộc thế lại non bồng. Thứ hai bừng sáng mưa tầm tà, lính đứng ngoài đường dục già ông. Kiếp khách trần gian dai lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông. Người cười người nhạo bảo ông điên, ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền.
chỉ biết trần gian đùa quá dội, chưa từng điên tục hay điên tiên. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục chương trình là bài Tạm Ngưng Lý Lè. Gặp lúc gian truân lâm buộc ràng, cảm tình bốn đào tiếng riêng thang. Tạm ngưng lý lẽ trong cơn tung, xin chớ ưu sầu cuộc dở gian. Nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta sao rối rắm cuộc tầm tơ. Vì đâu nên nổi hận hờn với người tha thiết đợi chờ ngoài sông. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục qua bài Dịnh Quạt Máy. Khoa học đời này thật khéo cho bài ra cái máy chạy vô vô, tranh quyền tạo qua nồng thái lành. Đông Á lần hồi phụ hoạt môn, có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió vô. Nhưng ngặt khan dầu e hết điện, trở về lối cũ lượm cao môi. Cao môi chừng ấy đắt tiền cho, ngóng cổ thêm dài hút gió vô. Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức, thôi thì toa mà tạm dùng môi. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Dịnh Con Beo Đá. Beo ơi beo hời là beo, gần cọp sáu mi lại giống mèo, ngóng cổ chờ ai đem thịt tới, hai chờ gạt cho cướp đàn treo. Tiếp theo là bài Cho Ông Hành Rễ Của Ông Giỏi ở Bạc Liêu. Đó răng tầm đường đến cành tiên, thủ vui phong nguyệt lắm ưu phiền. Lòng phàm rửa sạch niềm nhân ngã, phước Phật trao dồi kết thiện duyên. Thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm hoài linh
Đức Phật Đàn. Sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cành long quang. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Vì Sanh Chúng. Vì nghiệp trần mê hay bởi ai, tâm can tỳ phế thần đau hoài, hay vì sanh chúng còn lao lý, nguyện uống cho đời chén thuốc cay. Nam mô A Di. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, chương trình phổ pháp giáo lý Phật giáo hòa hảo được liên tục qua bài Mong Chờ. Nam mô A Di Đà Phật. Tây phương chư Phật cam ta bà, chuyển pháp độ đời khỏi đọa xa. Mong mọi chúng sanh đồng mất niềm mê, dòng cầu thế giới dứt căn qua. Can qua binh lửa sắc sanh linh, khẩn bái Quan Âm túc tình bình. Giọt nước dành dương mau tưới tắt, cứu đời an lạc hết giao chinh. Lòng người muốn khỏi quả đau binh, nhưng Phật chờ quay sắc ngọc đình. Trị tội cho xong loài ác bào, công đồng thưởng phạt hết đau binh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Niệm Di Đà. Mắt nhìn trần đó niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa. Muôn đạo hồng quá Phật ơi, soi đường minh thiền đến long quang. Tiếp theo là bài cho ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần Tiếp theo là bài Giải Thoát Cửu Quyền. Ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đòn đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dài công sáng tạo,
cho ta hình dốc học cơ quyền. Tiếp theo là bài Tội Giới Thiên Hoàng. Chúng sanh đắc tội giới thiên hoàng, đạo lý chẳng dình ở dọc ngang, nên mới gây ra trường thảm họa, làm cho Lê Thứ chịu lầm than. Tiếp theo đây là bài Mấy Đoạn Tơ Lòng. Theo lời ông Hương Bộ Thạnh thì trong khi Đức Thầy ở Bạc Liêu, ông ở Nhân Nghĩa, Cần Thơ, hăng hái đi cổ động cho người ta vào đạo. Khi được lệnh Đức Thầy bảo đừng đi hoạt động nữa, ông buồn lắm. Nhưng thấy người tá điền đem cho một trái dầu riêng, ông tức cảnh làm bài thi dưới đây, rồi bà Hương Bộ đem đến Đức Thầy. Đức Thầy trả lại ông bài thơ Trái Sầu Riêng và có cho thêm bài Mấy Đoạn Tơ Lòng như dưới đây. Trái Sầu Riêng: thân hình gây gốc nghi càng thương ơi, thật trái sầu riêng bao của giường. Lắm kẻ chê bai rằng nhám nhua, nhiều người yêu chuộng tại mùi hương, giúp đời trải dạ cơn khao khát, đỡ chủ tàn che lúc nắng sương. Trinh bạch tâm lòng trời đất rò, đỉnh ninh dạ trăng núi sông tường. Mấy đoạn tơ lòng. Mấy đoạn tơ lòng, mấy đoạn đau, muôn dân ngơ ngẩn đợi mưa rào. Thiết tha thiện tính câu cầu nguyện, vui đẹp dạ thầy luôn ước ao. Lòng người muốn dậy trời chưa dậy, cuộc thế xây dần đất phù sao. Nhẫn nhẫn cho rồi cấu bỉ cực, thời lai sẽ được cành tiêu giao. Tiếp theo đây là bài Tư Tưởng. Khuyên niệm Phật than rằng chưa rành lúc bắt hồn mắt diệt cùng đi, chắp tay niệm Phật Di Đà, lòng ta ta biết ai mà mặc ngờ ai. Cuốn sổ bình sanh công giới tội, chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai. Thất đức thì ma quỷ rối loạn,
Tu đức thì ma quỷ tiêu tan. Phải ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là bài ông Phan Châu Bá hỏi. Tan bồng đợi trả, sao sông chỉ dốc từ bi cội tất lòng. Nhưng đạo còn mang chưa sự tròn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Đức Thầy đáp hòa: đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, mà thiện từ Thầy rước lại non bồng. Non bồng tiên Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh. An phận hơn bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, chương trình phổ pháp giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được liên tục qua bài nguyện trước bàn thờ cửa huyền. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cửa huyền thức, tổ ngọ đáp ơn bảo bố sanh thành. Nay con quy Phật tu hành, cứu quyền thất tổ lòng lành chứng tri. Lời Phật dạy từ bi bác ái, và nhân từ quảng đại mở mang. Hiếu trung con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăn loạn như xưa. Sao hướng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Nguyện đem mi công quả tu hành, cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng dài thoát luân trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Cả
vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo anh gạt lường. Nguyện cầu chư Phật chi mười phương, niết bàn tịch tình là đường vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, chương trình được liên tục qua bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu. Trót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai. Mong nhờ đuốc quệ soi đường tôi ơi, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm sai. Đắm sai một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dày xem hồi hồi long quang. Long quang tiên Phật đạo ta bàn, lừa lọc con lành giết quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi túc lì ơi, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Lòng thầy Chúa xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tình giới ơi nào. Kim Huệ dứt xong rồi qua bao, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ vuốt nhơ. Biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường dài thoát, lánh xa trường đồ bạc chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tàu bán tầng, thân trí cực nợ lần khấn chẳng dứt. Chi cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tình từ bi giúp đời.
Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài buồn. Buồn thay chư Phật ẩn non đoài, buồn biết bao giờ trở gót hài. Buồn thấy chúng sanh đa xót cảm, buồn lo trăm họ nghiệp gây hoài. Buồn đời lưu lạc trong u tôi, buồn thế gian đang suốt cả ngày. Buồn buổi cạnh tranh e hoàng đạo, buồn dân ngu muội ghét người ngay. Tiếp theo là bài tuổi. Tuổi giàu Phật giáo ở non tầng, tuổi phần môn đồ qua tuổi tầng. Tuổi cuộc hôn nhân bài trước Phật, tuổi cơ nghiệp báo phế nguồn ân. Tuổi thay ai tạo trò vô ly, tuổi bấy lấp nguồn đạo hữu chân. Tuổi hổ trong nhìn người dối thế, tuổi duyên ác cảm đâm hồng trần. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài tặng thi sĩ Diệt Châu. Thi sĩ Diệt Châu tức là ông Nguyễn Xuân Thiết, mà hầu hết anh em tín đồ đều nghe danh, là văn sĩ kim thi sĩ. Ông Diệt Châu có viết một tập thơ xuất sắc nhan đề Long Ngỗng Gieo Tình để kể lại đoạn tình duyên của Trọng Thị và Mỹ Châu. Trong khi cùng ngồi xe với Đức Thầy trên đường về Sài Gòn, ông có trao cho Đức Thầy xem tập thơ ấy. Đức Thầy liền ngâm hai câu thơ dưới đây để phê bình gián tiếp án văn kiệt tác của ông Diệt Châu. Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, mê chi thần chạch này để sầu cho chai. Liền đó, Đức Thầy bảo ông Diệt Châu thử làm thi tả cảnh ngồi trên xe trên đường về Sài Gòn. Thấy ông Diệt Châu nặng ốc mãi mà không ra thơ, Đức Thầy liền ứng khẩu đọc bài dưới đây. Xe về chở theo chàng thi sĩ, bảo làm thi mãi nghỉ không ra. Vậy mà giữa chốn phồn hoa, gian danh thi sĩ không á diều dân hát ấm qua chuông, ngâm nga dòng qua u buồn, làm cho độc giả quái cuồng mê ly. Theo dõi gót từ bi mấy tâm kia đã rửa hai chân, đường cơn sông dày đất bằng thì
thì nhân đừng ngó để tăng sĩ làm. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Đền xong nợ nước thù nhà, thiền môn trở gốc Phật Đà. Nam mô chừng ấy mới tỉnh vô nhất giật bụi hồng trần, trước khi sạch cửa không chuông linh ngân tiếng đại đồng. Ta bà thế giới sắc không một màu, Sài Gòn đến trống lầu đã trở, để quề nhau cửa mở xuống xe, khuyến nông chấm dứt mùa hè. Kính thưa quý vị, chương trình được tiếp tục qua bài gửi bác sĩ Cao Triệu Lợi ở Bạc Liêu. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi ít hàng thăm ông bác sĩ, cầu chúc ông phước chỉ được lai tăng. Cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bần tăng vào cảnh ngộ. Xuống Bạc Liêu chưa bao nhiêu độ, bóng ruột tầm quằn quằn rất đau. Phần thương dân ơi, phổi héo gan xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mày, cũng nhận được trần quan là khổ hài, dốc tầm đường phóng dài cho thân tâm. Diều nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới, hoàn cảnh chẳng gặp hồi lại thôi, ẩn nhẫn hoài chờ đợi dân hành. Để đem phố trí ốc với gan lòng, đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ. Cũng rất thèn bệnh đau do do, tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau. Chân ông đâu dễ quên nào, muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp. Nếu ông có vui lòng dung nạp, tỏ dài hàng gọi đáp ân nhau. Phần phước duyên nguyện để về sau, khi thông thả sẽ đến trao lời cảm tạ. Cảm ơn ông tặng thuốc Tây Phương, khâu giúp bần tăng khúc đoạn trường. Nhưng bình trầm ưu nên chẳng mạnh nợ cùng, bách tinh hỡi còn dương.
dương dân trong dòng cương tòa ấy, lòng nào mà chẳng xót thương chung. Bao giờ đạo pháp ta thông đạt, quyết cứu sanh linh cảnh não nùng. Thôi cũng an lòng nơi số phận, đợi chờ dẫn tới sẽ tuôn mây. Về trên thượng giới đền kim khuyết, câu lại trần gian cớ sự này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và đồng đạo, chương trình được liên tục qua bài Dụng Kinh Quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi ôi trời đất mây muôn trùng, muốn dũng kinh quyền đã thiếu trung. Ngặt nỗi thân phàm dương vấn nạn, trường thi chưa mở trong chưa thùng. Trong chưa thùng mà sĩ tư vẫn chờ trong, mong ngóng mau mau thấy mặt rồng. Bản hộ danh đề tên chí sĩ, đem tài thao lược giúp non sông. Giúp non sông trong lúc chiều vạn trùng, tham lệ tràn tuôn mãi chẳng ngừng. Mịt mịt mờ mờ mưa gió đàn, phong trần đài đọa mấy mươi xuân. Mấy mươi xuân dân chúa trồng hoài, thân gửi nơi người nở chẳng dai. Trời đất lẽ nào không xét đến, để cho dân việc khổ lâu dài. Khổ lâu dài nay sắp mạng hay chưa, cầu nguyện Phật trời gọi móc mưa. Kiếp mở long qua xoay máy tàu, cho dân hồng lạc thọ ân thường. Thọ ân thường mà được cảnh nhàn an, trăm hòa đầu đề trước thánh hoàng. Nguyện giữ căn thường gìn Phật đạo,
hòa mãi mãi với lân bàn. Với lân bàn sẽ dứt mối thầm thù trên dưới một lòng chí nguyện tu, chẳng dám trở bê đường đạo đức, đặng mong chẳng dương cánh áo tù cánh vẫn phải còn mang nặng triệu trên đầu héo ruột gan. Chi dốc thoát cơ ly dòng xích tòa cầu trên thanh chúa dừng ngai vàng. Chúa dừng ngai vàng sải mới yên, rời ngay cánh tục khi trở về tiên. Chẳng còn tham liên nơi trần thế, vì cả thế gian hết chi nào phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Rứt Cái Ngu Đần. Nam mô A Di Đà Phật. Dương nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, gây ra kiếp số chiều phong trần. Nay nhờ đuốc quế soi đường tối, đặng rứt cái ngu lần cái đần. Muốn bán cái ngu lần cái đần, ngu đần cả nước lần cùng dân. Sớm lo lòn cuối chiều ăn ngủ, nào biết liệu toan gỡ nợ nần. Nở nần tiếng tổ tạo gây nên, con cháu ngày nay phải báo đền. Đành thế nhưng vừa lời giới dôn, lẽ gì chịu giải trà ngông nên. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài Cho Cô Hai Gương Cần Thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thương đệ tử ngân ngỡ sầu, dần biết công phu con dạy giàu. Nhưng nỗi tiền khiến gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Mong mơ cầu gặp Phật hồi long quang, con ráng trì tâm niệm Phật đàn. Xét lại xác thầy xưa cũng hoài, thân ở
phàm bỏ lại thế gian mà. Đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ càng đừng ưu lự, mượn chức quyền cơ giải mạch sầu. Dĩ ơn thầy xác thể phải còn đau, hà huống chỉ con tránh được nào. Quả dữ trả rồi nhẫn thiền đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao. Đường xa xa xuôi thầy nguyện cầu, Phật thần ban rải huệ linh màu. Cho con yên ổn thân đôi chút, chớ về nào thầy quên trẻ đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền nay dốc thực hành. Chớ nhiễm trần hoàng đượm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn. Chỉ bằng nhớ lại câu hồng thề, tính ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh. Mạng kiếp hồng trần xanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy thấy con nay đắm cõi trần, đường tu lơ làng chẳng ân cần. Thương thay công quả tu từ trước, lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân. Chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ dài mê căn. Ắt là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục trầm luân cách thượng tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thi văn cuồng băng tư đã hết, mời quý vị tiếp tục nghe cuồng băng năm.